Con này con gì? Con chơi. Con đưa em đâu mấy nè. Mình đi kiếm con cá gì? Cá nóc nò. Cái gì Doraemon đâu? À giỏi quá Doraemon. Kiếm gì chưa? Chó kìa. Thôi tại đi mấy mình đi kêu đi cho mấy khứa kia nhìn đói đắng thôi đắng. Lạc đà cha. Lạc đà cha nó bậy bạ không à. Ủa sao đi trên trước hả? Đi trên đi xuống. Chạy cho đốc luôn kìa. Mày nướng luôn nè. Rồi tao mau. Rồi lên tới tôi làm luôn. Trời ơi núi dữ vậy. Ê nó két nè. Má bà cái mỏ cái trang luôn trời. Bà mỏ cái trang luôn. Nó két đi đi. Nó trời sư. À đi cảnh quá đi cảnh luôn à. Cắm nè. Ờ cắm nè. Ê cắm đèn quá không. Đi lạc nè. Đi lạc nè. Đâu? Mấy thằng lằn đó cha ơi. Nè, dẫu người đi qua nè. Cái tượng nè. Cái ốc đây nè. Đang muốn ngọn đâu? Kìa. Nè, tượng mất con nè. Chỗ tới mình đi ấy là đi ăn ốc mà. Đâu quá ốc đâu xong đấy. Sát tới kìa, dậy đây rồi. Đây. Rồi hết rồi đó hả? Làng Hòa Hảo nằm ở dưới ngoài đường Ngọc nằm trên đây. Đúng rồi. Sơn còn không kìa. Ồ nay thiên đường nè. Hai. Đi đâu trước? Tứ đại liên dương nè, một hoàng kìa. Đốt nhang đi bay, vô đốt nhang đi. Vô đốt nhang đi. Thank you.
ra. Ủa con gì vậy? Cái gì vậy? Con gì vậy? Nóc rồi, nóc rồi. Nóc rồi. Sao vậy? Sao không? Cái này là tầm đi ngục. Cái đi ngục có gì không? Cái đường trục đỏ với ngục có gì không? Trời ơi, trâu kìa. Trời ơi, nhắn lại. Nhắn lại cho chúng ta biết luôn kìa. Giúp tiền nè. Mấy con có coi YouTube không? Ủa cho tối có gì bây giờ mở đèn lên nha. YouTube. Đây vô. Ở này Bluetooth hết Bluetooth rồi. Có đứa nào ra đi. Có mấy đứa nào quá. Người dơi. Cái giọng ở đây nè.
nước đâu cái trời. Không có mập luôn á.